mọi người, chào mừng mọi người đến kênh Friday Aloha của mình. Thì hôm nay mình đi phỏng vấn thẻ xanh diện khai quanh visa, thẻ xanh 2 năm. Thì tụi mình đang đợi trước cái USCIS ở West Palm để phỏng vấn. Thì tụi mình cuộc hẹn làm 12:15 nhưng mà tụi mình đến sớm 30 phút á. Thì tụi mình nhưng mà 12 giờ thì mới được vào. Thì bây giờ còn 15 phút nữa thì tụi mình đợi trên xe. Thì mình cũng không có dám quay cái USCIS này, tại vì cái police đó họ vòng vòng cái USCIS hoặc là họ lái xe đi hoài hả, nên là mình cũng không có dám quay video nữa. Thì một tí phỏng vấn xong á thì mình sẽ cho mọi người biết là cái kết quả của mình nha. Và đây là ông xã của mình. You're now a lawful permanent resident superstar. Wow. Tụi mình đã phỏng vấn xong rồi và bây giờ tụi mình check the case. Look at that, this case. Y 485 đã approve rồi. So, can you say again? Congratulations, superstar. Thank you. Bây giờ thì mình vừa tụi mình vừa phỏng vấn xong và mới ra xe thì mình check lên cái case E485 thì đã approve rồi, nhưng mà tụi mình không có nhận được cái giấy gì hết đó. Cái người phỏng vấn, cái cô phỏng vấn đó không có đưa giấy tờ cho tụi mình hết. Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người cái buổi phỏng vấn thẻ xanh 2 năm diện khai quanh visa của mình. Thì hồ sơ của mình là 8 tháng 15 ngày kể từ ngày có nô 1 đến ngày tụi mình đi phỏng vấn. Thì địa điểm phỏng vấn của tụi mình đó là USCIS West Palm Beach, Florida. Thời gian phỏng vấn là 12:15 ngày 1 tháng 9 năm 2021. Thì cuộc phỏng vấn của tụi mình là 12:15 thì 12 giờ tụi mình mới được xếp hàng vô cổng USCIS ha. Mình qua cái cổng đầu tiên là cái cổng bảo vệ, mình show cho họ xem là cái passport của mình, ID của chồng mình và cái thư hẹn phỏng vấn. Thì cái anh bảo vệ đó xem xong thì kêu tụi mình là đọc những cái thông tin về Covid như là đã tiêm vaccine chưa, mình có bị Covid trong vòng 14 ngày hay không, hay là mình tiếp xúc với ai bị Covid trong vòng 14 ngày hay không. Thì tụi mình nói là không. Xong cái cổng thứ nhất thì tụi mình tới cái cổng thứ hai là kiểm tra an ninh. Thì tụi mình sẽ để tất cả các giấy tờ và cái đồng hồ điện thoại vào cái khay nhựa để scan qua cái cổng an ninh đó. Các bạn đi qua hải quan lên máy bay như thế nào thì các bạn qua cái cổng an ninh đó cũng giống như vậy ha. Xong cái cổng thứ hai thì mình đến quầy lễ tân thì mình cũng show ra cái passport của mình, ID của chồng mình và cái thư hẹn phỏng vấn. Thì cô đó cũng nói tụi mình là vô phía trong ở hàng ghế để ngồi chờ để gọi cái theo số thứ tự. Thì cái số thứ tự đó không được gọi theo thứ tự nên các bạn ngồi gần cửa để nghe họ kêu cái số thứ tự mình. Ngồi tầm khoảng 40 phút thì có cái cô người Mỹ da màu gọi tụi mình vô phỏng vấn. Thì có những người mà đi sau tụi mình á mà bóc số thứ tự cũng sau tụi mình á nhưng mà được phỏng vấn trước tụi mình. Thì mình nghĩ là mỗi cái case á đã có cái sắp xếp là ai sẽ phỏng vấn cho mình rồi. Cô người Mỹ da màu gọi tụi mình vô phòng á thì sau khi tụi mình ngồi á yêu cầu tụi mình là tuyên thệ những gì tụi mình nói là sự thật. Thì tụi mình say yes. Sau đó thì cô đó yêu cầu tụi mình là đưa passport của mình, ID của chồng mình, cái giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của hai vợ chồng bản gốc. Nhưng mà ông xã mình chỉ có bản photo thôi. Thì cô đó cũng ok, hỏi họ tên full name của mình, địa chỉ của mình ở Mỹ hiện tại là gì, mình sống ở đó bao lâu rồi, ngày đến Mỹ của mình có phải ngày đó hay không, ngày tháng năm sinh của mình, ngày tháng năm sinh của chồng mình. Thì hỏi chồng mình chứ không có hỏi mình ha. Sau đó thì cô đó mới đọc những cái câu hỏi trong cái form E485 từ cái câu 14 cho tới cái câu 80. Thì những cái câu nào bạn sẽ đánh yes hoặc là no đó, thì cô đó sẽ hỏi những cái câu đâm trong đó. Tiếp theo đó thì cô đó hỏi là bạn có đem những cái bằng chứng gì để show ra cho cô ấy xem hay không. Thì mình mới đem những cái tấm hình mình rửa ra để đưa cho cô ấy xem. Thì tầm khoảng 50 tấm gì đó thì cô ấy nói là bạn đưa cho tôi hết hả. Thì lúc đó mình mới hỏi là có cần lấy hết hay không, tôi có thể giữ lại một ít được hay không. Thì cô đó mới nói là được, bạn muốn tôi đưa bạn bao nhiêu tấm hình. Thì cô đó nói là tùy bạn, tầm khoảng 7-10 tấm cũng được. Mình với ông xã lựa ra tầm khoảng 10 tấm hình đó. Thì những cái tấm hình mà tụi mình chụp khi mà tuyên thệ và trao nhẫn thì đưa cho cô đó, thì cô đó giữ. Và cô đó cũng không có coi những cái tấm hình của mình luôn, mặc dù mình đưa nguyên một cái sắp luôn.
cô đó làm việc trên máy tính đó, đánh máy một tí đó, thì cô đó mới quay sang nói với mình là Nhung, bạn đã trở thành thường trú nhân của Mỹ, bạn sẽ nhận được thẻ xanh trong vòng 14 ngày hoặc có thể sớm hơn, tại vì tôi đã approve cái hồ sơ của bạn. Khi mà thẻ xanh 2 năm của bạn hết hạn trước 90 ngày á, thì bạn phải nộp hồ sơ để đổi thẻ xanh 2 năm lên 10 năm. Thì từ ngày bạn có thẻ xanh 2 năm và bạn sống ở Mỹ 3 năm á, thì bạn có thể nộp hồ sơ để xin quốc tịch Mỹ. Lúc mà cô đó nói là Nhung, chúc mừng bạn đã trở thành thường trú nhân của Mỹ á, thì lúc đó mình cũng chưa biết cái gì hết á. Ông xã mình đã quay sang chúc mừng vợ nha, thì lúc đó mình nói ủa cái chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy, ủa sao nhanh dữ vậy. Mình cũng chưa biết là cái cuộc phỏng vấn của mình đã xong rồi luôn nữa. Cuộc phỏng vấn của tụi mình nó diễn ra rất là nhanh và dễ dàng, nhưng mà mình cũng có một cái vài cái kinh nghiệm và cái lưu ý cho mọi người, đó là khi mà cô đó đọc trong cái form mà I485 những cái câu hỏi mà yes no á, thì mình đã stick your no rồi á, thì cô đó hỏi từ cái câu 14 cho tới cái câu 40 á thì mình hiểu, và từ cái câu 40 cho tới cái câu mà 60 á thì mình không hiểu, mình phải nhờ cái keyword. Và lúc đó thì ông xã mình biết là mình không có hiểu lắm á, thì anh có ngắt lời cái để giải thích cho mình. Xong rồi á, thì ông xã mình nói là xin lỗi, tôi có thể giải thích cho vợ tôi được không? Tại vì cô đó mới nói là được, mà cô ấy không hiểu và cô ấy hỏi tôi thì tôi cũng có thể giải thích cho cô ấy hiểu. Thì lúc đó là tâm trạng của mình rất là nhẹ nhõm và cảm thấy là cái người phỏng vấn đó rất là, họ rất là thân thiện á, nên là mình cũng đỡ áp lực hơn. Và cái trong cái phòng phỏng vấn á thì có một cái tấm kính ngăn lợi giữa mình và cái người phỏng vấn, nên là mình nghe rất là hạn chế và mình phải kê sát người vào cái tấm kính đó để nghe cô đó hỏi. Câu 60 đến câu 80 thì mình không hiểu, nhưng mà mình cũng quay hỏi hết và mình mới trả lời mình để, và để cho mình biết, để cho họ biết là mình cũng hiểu á, nhưng mà thật ra là mình không hiểu. Cái đó cũng là một cái mẹo nhỏ về cái thần thái của mình á. Mặc dù á mình không có hiểu lắm, nhưng mà mình nghe cái người phỏng vấn hỏi hết rồi mình hãy trả lời ha. Còn đối với những bạn mà kết hôn với lại người Việt, và mà người Việt á, bạn nếu mà không giỏi tiếng Anh á, thì nên sắp xếp một thông dịch viên qua điện thoại để cho cái cuộc phỏng vấn của mình nó nhanh hơn á, và cái người phỏng vấn họ cảm thấy dễ chịu hơn á. Tại vì hai vợ chồng mà giải thích bằng tiếng Việt á, thì cái người phỏng vấn họ đâu có hiểu là mình nói gì đâu, đúng không? Cái người đó là cái người quyết định để approve cái hồ sơ của mình, mà mình nói chuyện mà họ không hiểu á, thì lúc đó thì họ cảm thấy sẽ rất là khó chịu. Đối với mình á, thì giống như mình kết hôn với lại người Việt và người Mỹ á, thì khi mà ông xã mình nói tiếng Anh để giải thích cho mình á, thì phỏng vấn họ nếu mà mình biết mình không hiểu thì họ cũng sẽ giải thích thôi. Mặc dù mình đem rất là nhiều giấy tờ như là bộ bảo trợ tài chính, là giấy tiêm ngừa vaccine hay là bảo hiểm của hai vợ chồng mình, nhưng mà cô đó không có hỏi về đâu cái đó, và cũng không có giữ lại tất cả cái giấy tờ gì hết, đều trả cho mình tất cả cái giấy tờ, chỉ có cái giấy hẹn phỏng vấn là cô ấy giữ lại thôi ha. Và một điều mắc cười á, là sau khi phỏng vấn thẻ xanh 2 ngày á, thì mình nhận được cái EAD card, là cái thẻ đi làm. Và sau khi phỏng vấn thẻ xanh 9 ngày á, thì mình nhận được cái thẻ xanh chuyển về tới nhà. Những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái buổi phỏng vấn của mình, thì mình chúc các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt và cái buổi phỏng vấn của các bạn cũng diễn ra suôn sẻ và dễ dàng giống như mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và đây là cái nón lá mình mới mua được. Sau khi phỏng vấn thẻ xanh thành công á, thì tụi mình có ngừng cái chợ của người Việt Nam là Vĩnh Hưng Market ở West Palm á, để mua đồ ăn Việt Nam về nhà. Thì vô tình mình thấy họ bán cái nón lá này và mình mua liền. Thì hôm nay là một ngày rất là may mắn của tụi mình, đó là phỏng vấn thẻ xanh dễ dàng và mua được cái nón lá này. Mình cũng xin chúc các bạn phỏng vấn thẻ xanh cũng rất là dễ dàng giống như mình nha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình, để mình có nhiều động lực ra nhiều video hay để cho các bạn xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.